Chào bạn nha, tôi mới mua cái máy của Hitachi nè bạn ơi, thấy không? Để tôi test thử cái máy này, rửa xe này mạnh không nha bạn. Phụ kiện nó gồm cái cọng dây 5 m, cái máy bạn chỉ hai cục pin này. Chỗ đầu lọc này đó, thấy chưa? Đầu này mình lắp chưa đây? Đi mình ơi, thấy lắp pin cho mọi người không? Mẹ bông lên trong cái nước. Yeah.